Ồ, đây con gì đây các bạn ơi? Không phải con gì đâu, một chú thỏ. Một chiếc xe máy ba bánh rất đẹp các bạn ơi. Đây, một chiếc xe ô tô rất đẹp các bạn ơi. Đây, một chiếc xe ô tô siêu xe mất bánh các bạn ơi. Đây, tiếp tục một chiếc xe ben. Xe tải, xe ben rất là đẹp các bạn ơi. Rồi, cho con siêu xe này không có bánh đi sửa nào, cho lên thùng nào. Rồi, đi thôi. Đổ xuống nào. Đổ đi. Rồi, sửa thôi các bạn ơi. Rồi, thùng to quá. Rồi, chiếc siêu xe rất lớn. Rồi, chúng ta đã đổ xong. Và đây, một chiếc xe to nữa. Chiếc xe này là xe đua các bạn ơi. Nuôi vào, nuôi vào, vào chỗ nào, nuôi. Rồi, đây, một chiếc xe máy. Bốc đầu nào. Rồi, xe ô tô trèo lên nóc xe máy các bạn ơi. Và đây, một chiếc xe ben chở một chiếc ô tô. Vâng, bộ sưu tập của chúng ta hôm nay gồm một chiếc xe ô tô rất đẹp, một chiếc xe máy, một chiếc xe ben chở một chiếc ô tô siêu xe. Rồi đi thôi.